Chào các bạn nhé, hiện tại mình đang có mặt ở một vườn đào rất là đẹp mà ở dưới khu Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn đây, xứ sở của hoa đào đây. Đấy, có rất nhiều bác hiện tại ở các tỉnh lên chọn hoa đào rồi các bạn này. Đấy, rất nhiều bác ở các tỉnh kia lên chọn hoa đào, đánh dấu cây để lấy rồi các bạn này. Đấy, hoa đào đợt này nở đúng dịp Tết này rất là đẹp luôn. Đấy, một số cây đánh dấu này, đánh dấu này họ đặt rồi các bạn nhé. Đấy, đánh dấu này là đặt rồi. Đấy. Vườn đào đợt năm nay nở đúng dịp Tết luôn các bạn. Đây, những cây đào này rất nhiều nụ luôn, nụ rất là nhiều. Đấy, nụ rất nhiều luôn. Đào trắng, cây đào trắng nụ rất là nhiều, đúng dịp Tết luôn anh em nhé. Anh em nào Lạng Sơn hay là tỉnh khác đến chọn đào xuống khu Quảng Lạc này, đấy, mình đến chơi mình thấy rất là nhiều hoa đào đẹp. Muốn quay lại cho anh em để anh em biết địa điểm mua đào để Tết xuống đây mua đào. Đấy. Mình ngay ở Lạng Sơn này cũng xuống đây chơi thì sắm để Tết xuống lấy khá nhiều hoa đào. Đẹp lắm. Đấy. Hoa đào năm nay nở đúng dịp Tết. Cực đẹp. Một số những cây đào mà đã bị được buộc vào là người ta đã đánh dấu và lấy hết rồi anh nhỉ. Những cây buộc là người ta đánh dấu hết đúng không? Cây buộc dây đỏ mới ấy, còn buộc dây trắng này bỏ rồi. À, buộc dây trắng là bỏ. Có buộc... nghĩa là hôm nọ nó bị nở ấy. À. Họ lấy cái số lượng. À. Hết có nghĩa hơn 100 cây, nhưng mà cái sao bỏ như thế mà bây giờ lại muốn lấy ấy. Cây khác. Thôi, thế bỏ cọc thôi. À, mấy bác khách kia là từ tỉnh khác lên hả anh? À, đấy. Lên Lạng Sơn này thì hoa đào rất là nhiều, nên các bác từ tỉnh khác lên đánh dấu trước để chọn, để dịp Tết này mới đến lấy đúng không? Đấy. Hôm nay đến đây chơi thì anh em là thích chơi hoa đào để xuống lên Lạng Sơn, khu vực xứ sở hoa đào. Quảng Lạc là xứ sở hoa đào. Đấy. Hội chợ hoa đào ngày 16 tháng Chạp. À, hội chợ hoa đào vừa mới diễn ra rồi. Đấy. Cái cây buộc vào là khách lấy đúng không? Cái này khách lấy rồi. Khách lấy rồi buộc vào để đánh luôn à? Đánh luôn. Đánh luôn xe luôn đúng không? Đấy, tiện hôm nay gặp bác chủ ở đây thì tham khảo giá cho anh em, để anh em nào hôm nào gần Tết xuống đi chọn nhá. Đấy, đào rất là đẹp. Đây. Đây. Những cây này bình quân những cây này bao tiền anh? Cây này 700 đấy. À, cây này 700 à? Ừ. Rất nhiều nụ đây anh em này. Nụ hoa rất là đẹp, nhiều nụ. Coi như là vườn này là mỗi năm là khách đến tận vườn lấy đấy nhỉ. Ừ. Đến tận vườn lấy. Các tỉnh đến lấy. Vườn này mình bán cây nhiều nhất là tháng nay như bán cây kia là vào 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi cây to ạ? Cây to, cây nguyên luôn. À. Ở góc kia. Chưa cắt đâu. Chưa đặt cắt. Tiền rồi. À, đặt tiền rồi. Mỗi một năm là anh phải bán mấy trăm cây đấy anh nhỉ? Ừ. Xong lại trồng ké vào. Ừ, thì mình lại có những cái gốc bằng này của vườn khác rồi mà. À, mình lại... 3 tuổi này, 2 tuổi, 3 tuổi ở vườn khác lại bán ở đây xong lại chuyển về đấy. À. Có những cái vườn nhỏ ở đấy là mình chuyên đi trồng đào con. À vâng. Bình quân là những cái giá tầm 200-300 cũng có hết đúng không anh? Có. À, bình thường những cây tầm 200-300 nghìn là có hết. Đấy, chẳng hạn như là những cây này đấy. À, những cây nhỏ nhỏ kia đấy đúng không? Ừ. Nhỏ nhất của cái vườn này là cây 200. Nhỏ nhất là 200 nghìn. Đấy, người ta đặt ở kia cũng buộc dây ở kia. Đây, cây như cái này á? Không, bên trong kia. À, trong cây. À, hàng trong cây nhỏ nhỏ như kia là tầm 200-300 đúng không? Ừ. À. Còn cây cao điểm nhất là ở đây là tầm mấy triệu ấy nhờ? Cây cao điểm nhất là 3 triệu thôi. À, cây cao điểm nhất là hơn 3 triệu. À, anh em tham quan một số bình quân là những cây này tầm khoảng dưới 1 triệu thôi anh nhờ? Ừ. À, những cây to như này dưới 1 triệu thôi. Thôi cây bay bích đi, để hôm sau rồi lấy cây dưới kia trước. Ây, cháu vừa buộc xong. Thôi, nhưng mà không sao đâu mà kể cả cứ bó vào anh ấy, đằng nào ai thích thì lấy luôn. Không, cái này để rồi tên rồi nhưng mà có tên không thể lấy được. À, buộc rồi không thể lấy được rồi, đã chọn rồi. Đấy. Đánh gốc con cây gì vậy, còn cây này cứ để đấy, nếu mà nó chờ được tiếp thì chờ tiếp là vẫn lấy luôn. Gì gọn này còn gì nữa, cái xe ghi chở được nhiều hoa gọn hết vào được. Năm nay nụ hoa rất là đẹp. Còn cây này là cắt đây kịp dịp Tết rồi. Ừ, cây đấy cắt, cây này nào? Cây đấy nếu mà lấy được thì nó cắt luôn thôi. Cắt gốc à? Cây đấy là cắt thôi, còn ra nào cây này. Đấy. Còn cây này để hôm
Đây, những cây bình thường, những cây như này là tầm khoảng 500 đến 700. Đấy, tầm 500. Đấy, 500, 400, 500. Đấy, những cây tầm 200 ở ngoài này các bạn này. Đây, những cây này tầm 200 nghìn này. Đấy, 200, 300 nghìn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Này, cả gốc nụ rất là nhiều này. Đấy, những cây nhỏ nhỏ này anh chủ vào tầm 200, 300 nghìn thôi. Đây. Đấy, những cây này thì nở khá là nhiều rồi. Thì mình nghĩ là tầm khoảng mười mấy ngày nữa thì dịp Tết thì khả năng sẽ nở nhiều, bung nhiều hơn. Còn những cây này, những cây như này tầm 200-300 này. Đấy, nụ rất là nhiều nha anh em nhá. Nụ rất là nhiều. Đây. Những cây giá 200-300 thì quá là đẹp rồi. Đấy, 200-300 thì quá là hợp túi tiền với anh em rồi. Đây. Những cây góc bên này anh chủ bảo là tầm 200-300 nghìn một cây thì mình thấy là quá ưng ý luôn. Đấy. Đấy, nó khá là đẹp, nhỏ nhưng mà đẹp. Năm nay là dịp Tết là nở đúng dịp đây. Toàn bộ khu vực này cũng tầm 200-300 nghìn này. Đấy, 200-300 nghìn gì đó. Tùy từng anh em xuống chọn lấy từng cây. Đấy, đây. Còn những cây ở bên này thì nở khá là nhiều. To. Thì tầm 400-500. Đấy, các bạn có thể thấy là khách các tỉnh khác họ lên họ chọn hàng trăm cây họ mang về dưới họ chơi Tết ở dưới các tỉnh khác này. Một phần là như thế, một phần họ lên đây họ mua về họ có thể là bán lại. Đấy, rất nhiều đào đẹp nhá. Đây, giá thành tầm khoảng 400-500 một cây to như này thì thật sự là không đắt đâu, mình thấy không đắt. Đấy, như cây này này, cây này lúc anh chủ bảo là 500 này. Đấy, một số cây 500 thì nó to hơn, một số gốc anh chủ bán cho khách này. Đấy. Đấy, năm nay thì chủ đào vài trăm cây, nghìn cây. Xuất vụ đào là kiếm được cái Tết ngon lành. Cái kia sang tiền rồi. Vâng, cái đấy em là con rể ông đây. À đây thì là bó là đánh à hay là thế nào? Không phải đâu, có cây cắt đi đánh. Cây này đánh này. Cây này đánh, đánh luôn cái này nhé. Cắt mới bắn cả gốc là đều giá tiền như nhau anh. Không đâu. À lấy cả gốc thì đắt hơn á? Lấy cả gốc đắt hơn 100. À cả gốc không người ta đánh lên này, thuê người ta đến đánh này. Cắt là rẻ hơn 100. Gốc thì sang năm mình còn có nhỉ? Gốc còn có được, gốc cũng không có rồi nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà người về trồng cho gốc vào thì khả năng sang sang năm họ lại nếu mà đúng dịp Tết họ lại được biết trồng hết, không biết trồng hết, mua hết. Đây là nhà ở trên cây số 3 này thôi, đang xuống tham quan. Tham quan thôi. Nhiều người đã biết rồi. Thế cũng hay mà em đang giới thiệu cho ai thích mua đào xuống đây chọn mua đào. Buộc cái nào đấy nhỉ? Đấy. Đào luôn cả gốc ấy. Mấy con bé, con to. Chắc bé đó thì to nó nặng. To nặng, bé được. Cái đào gốc lên.